Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một món hàng mình mua trên Lazada. Thì ở bên trong cục hàng này nó sẽ là một cái máy khò nhiệt thương hiệu của Inco. Trước khi khui hàng cũng như thường lệ, anh em kiểm tra thông tin đơn hàng của mình nè, xem coi chính xác hay chưa không nha. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra xung quanh coi cục hàng của mình nó có bị gơi gớt, và đập hay là mất méo gì không nha. Trong quá trình kiểm tra đó thì anh em lưu ý là mình quay video lại giống như mình vậy nè. Lỡ như mà mình khui cục hàng này ra mà bên trong nó có bị gơi gớt, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, hoặc là shop người ta gửi sai, gửi thiếu phụ kiện cho mình đó, thì mình sẽ gửi video này lên cho shop hoặc cho Lazada để người ta giải quyết bồi thường lại cho mình. Có thể là người ta sẽ đổi cho mình một món hàng khác, hoặc là người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình 100% luôn ha. Rồi thì bây giờ mình khui ra xem ở trong nó có cái gì nha. Và con máy của mình nó sẽ đựng trong một cái hộp bằng cạc tông nha anh em. Trên đây nó có thương hiệu của Inco nè. Cái này nó ghi là hết gen, và bên dưới sẽ là hình ảnh của con máy ha. Ở đây thì mình thấy nó sẽ có những cái ngôn ngữ của các nước mà bên Inco nó phân phối nè. Nó có tiếng Việt ghi là máy thổi nhiệt nha nè. Những cái hình ảnh quảng cáo nè, tay cầm bằng cao su, cầm êm ái nè. Ở dưới đây nó sẽ là những cái hình ảnh để quảng cáo của nhà sản xuất ha. Rồi, và thông số của nó nè, công suất của nó là 2000W, sử dụng điện là 220 cho tới 240V, tần số là 50 cho tới 60Hz. Nhiệt độ của nó sẽ có hai cấp là 350 và 550 độ C, và cái lực gió của nó cũng có hai cấp luôn. Cấp 1 là 300 lít trên phút và cấp 2 là 500 lít trên phút ha. Bên đây mình thấy nó có một cái miếng tem phụ nè. Nó ghi là máy thổi nhiệt hiệu Inco. Cái mã là HG20008. Ở đây nó có xuất xứ nè, rồi nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối rồi nè, cụ thể rõ ràng hết chưa ha. Để bây giờ mình sẽ khui ra xem coi ở trong nó có cái gì nha. Và bên trong đây chúng ta sẽ có là một cái cuốn sách hướng dẫn nè. Nó được đựng trong một cái bịch anh em. Hình ảnh của con máy nè, hết gần nè ha. Bên trong nó cũng có những cái hình ảnh để nó hướng dẫn rồi nè. Ở đây nó toàn là tiếng Anh không ha. Thôi để khi nào rảnh rỗi mình sẽ Google dịch coi nó nói cái gì nha nè. Và phụ kiện đi kèm theo con máy, mình thấy ở đây nó có một cái cây nè, nó được làm bằng inox nè, và dưới đây thì nó sẽ được làm bằng gỗ ha. Hình như là cái cây để nó cạo keo hay gì đó anh em ơi. Đây mình thấy nó có cái lưỡi nè. Anh em có thể là mình xỏ nó vô. Thì anh em mua những cái món đồ mới hoặc là những cái đồ cũ nó bị dính mấy cái lớp keo, mấy cái mạt đó, anh em có thể mình cò cho nó nóng rồi mình lấy cái này mình cạo nè, cũng khá là ngon hết nếp. Và bên dưới nó sẽ có những cái ống để nó chỉnh hướng gió ha. Ở đây nó sẽ là tụ lại một chỗ nè. Bên đây thì cũng vậy luôn, nhưng mà nó theo cái kiểu khác ha, nó hơi xéo xéo nè anh em. Ở đây thì nó sẽ gom gió, nó tụ theo cái đường dẹp ha. Nó dẹp, nó bè ra ngoài vậy nè. Thôi, và cuối cùng cái này thì nó sẽ thổi ga và nó cản gió lại vòng vòng á, để những anh em sử dụng để mình làm điện nước rồi đó, mình xài cái này mình kho ống á thì rất là ok luôn ha. Và đây sẽ là con máy của chúng ta ha. Nó sẽ đựng trong một cái bọc ni lông nha anh em. Trên đây thì nó sẽ có thương hiệu của Inco nè, và bên đây thì nó sẽ có một cái tem thông số ha. Ở đây nó ghi là Inco HG20008, hit gen dụng điện áp là 220 cho tới 240V, tần số là 50 cho tới 60Hz, công suất là 2000W, nhiệt độ thì nó sẽ có hai cấp 350 độ C và 550 độ C, và tương ứng với đó thì cái sức gió của nó sẽ là 300 lít trên phút và 500 lít trên phút ha. Có những cái dòng cảnh báo nè, số series đồ cụ thể gọn gàng hết chưa ha. Mình thấy nó có một cái tem bảo hành nè, thương hiệu của Inco, cái mã là HG20008, và bên dưới sẽ là số email của nó. Nó là bảo hành điện tử á, là mình mua là hàng chính hãng mình sẽ được bảo hành là 6 tháng nha nam. Về ngoại hình của con máy thì cái phần màu vàng này nó là nhựa cứng nè, còn cái phần màu đen này nó sẽ là cao su ha. Trên đây mình thấy nó có một cái công tắc nè, chắc là để on off nha nam. Đó, cái này là tắt nè. Rồi ở đây mình gạt lên thì nó sẽ là chế độ 1, gạt lên cái nữa nó sẽ là chế độ 2 ha. Ở đây nó cũng có ghi nè, chế độ 1 thì 350 độ, còn chế độ 2 là maximum là 550 độ ha. Về thiết kế của con máy mình nhìn thấy nó cũng khá là đẹp luôn ha. Màu vàng đen nè, trên đây nó có thương hiệu Inco để dập nổi nè, rồi ở đây cũng có chữ Inco dập nổi luôn. Phía trước thì nó sẽ có một cái họng gió để nó thổi khí ra nè, và cái này thì nó sẽ được làm bằng kim loại ha. Tùy theo mục đích sử dụng mà anh em có thể là mình lắp mấy cái đầu này vô để mình xài nha. Đó, nhét vô một cái là ok à. Rất là gọn hết em, không thích mình cứ gỡ ra. Đây, nhét cái này vô để mình khò ống, mình tụ nhiệt rồi đó. Cũng rất là ngon luôn ha. Khi mà đem sử dụng mình chế cháo DIY rồi đó, thì ở phía sau này mình thấy nó có một cái đầu bằng nè, để mình dựng đứng ở dưới vậy nè. Rồi, mình cứ mở máy khò ra, rồi mình sử dụng hai cái tay mình làm nè, thì nó cũng rất là tiện luôn ha. Dưới đây là cái dây nguồn của nó nè, dẻo neo à. Cái này thì nó cũng dày ha em. Ở đây nó ghi thương hiệu Ninbo, rồi Sưng Hua gì nè, Electronic COLTD, và thông số của nó là 2 × 1.0 mm² ha. Kích cắm này mình cũng thấy nó có thương hiệu nè, rồi thông số đồ cụ thể gọn gàng hết nếp. Và bây giờ mình đo kích thước của con máy cho anh em dễ hình dung nha. Đầu tiên thì mình sẽ đo cái chiều dài của nó, đầu khò nè,
cho tới cái đuôi máy nó tầm cỡ 27 cm. Còn cái chiều cao của nó mình đo từ trên đây nè cho tới dưới đây nó tầm cỡ 20 cm ha. Rồi sẵn ở đây thì cái cọng dây nguồn của nó nè, mình đo thử xem coi nó dài bao nhiêu nha. Và tổng chiều dài của nó sẽ là 200 cm ha. Và ở đây mình có cây cân nè, mình sẽ cân thử xem trọng lượng con máy này nó là bao nhiêu nha. Và ở đây mình cân được nó sẽ là 762 g, bự chứ mình cầm nó cũng rất là nhẹ luôn ha. Thế bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho con máy xem coi nó hoạt động như thế nào nha anh em. Xài cái điện gia đình của mình, điện 220 ha. Rồi, đâu để mình mở coi. Đây nè, gạt lên ha anh em. Số 1 thì nó sẽ chạy chậm ha. Wow. Cũng khá là nóng nha anh em. Là 350 độ và cái tốc độ gió của nó sẽ là 300 lít trên phút nha. Giờ mình gạt qua số 2 nè, nó là tốc độ nhanh. Và ở đây thì cái nhiệt độ của nó sẽ là 550 độ C ha anh em. Wow. Nóng lắm anh em ơi. Ở đây mình có cái chai nhựa nè để mình thò thử coi nó có quéo không nha. Để vô là quéo liền luôn ha. Ồ. Ồ, quá khủng anh em ơi. Cái chai nhựa mà nó khò quéo vậy nè. Quá chị đã luôn ha. Thì mình mới có khò nhẹ nhẹ thôi đó. Nếu mà anh em dí ở đây mà mình khò sát luôn á là có thể cái này nó sẽ bị chảy ra luôn ha. Đâu để mình chơi thử coi sao anh em. Số 2. Đây, số 2. Biết coi nó có chảy không nha. Ồ, đó, nó xì ra đó. Nhựa mà nó chảy mềm xèo ra luôn ha. Rồi, cò tới đâu là nó quéo tới đó luôn á ha. Quá dữ luôn anh em. Rồi, hoặc là ở nhà anh em buôn bán những cái máy móc, những cái điện thoại hay cái gì mà nó có hộp gì nè, muốn đóng gói lại cho nó đẹp á, thì anh em mua những cái màn co ở ngoài chợ gì nè về để mình cò cái hộp lại thì cũng rất là ok luôn ha. Để bây giờ mình test thử cho anh em xem nha. Mua đó người ta có bán cho mình nguyên một cái cuộn luôn, thì anh em cứ xài bao nhiêu thì mình cắt ra bao nhiêu nha. Có nhiều kích thước lắm, từ nhỏ cho tới lớn, thì tùy theo là cái hộp của mình bao nhiêu đó anh em có thể là mình mua để mình sử dụng cho nó phù hợp nha. Xong rồi mình cứ xỏ nó vô vậy nè. Ở đây thì nó sẽ có hai cái đầu này, anh em sẽ sử dụng cái máy để mình hàn nha. Ở trên Lazada thì nó cũng có bán cái máy này nè, cũng 100 mấy hay 200 ngàn vậy. Có điều kiện thì anh em mua về mình đầu tư mình xài cũng ok luôn ha. Rồi, này mình cứ xỏ vô vậy nè, rồi mình ép lại nha. Mình làm cũng tương đối thôi, chứ nếu mà làm kỹ á, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha nè. Đây là hàn được một đường nè. Đó, cái này thì mình cứ kéo sát lại qua cái đầu bên đây, mình hàn lại thêm một đường nữa ha. Và khi mà anh em hàn hai đầu ok vậy đó thì những cái phần thừa này nè anh em có thể là mình lấy kéo để mình cắt ra nha. Rồi cái này tùy theo cái độ khéo tay thôi. Chứ máy móc rồi thì nó có sẵn hết trơn rồi. Kỹ chút xíu là mình làm rất là đẹp luôn ha. Mình chỉ cần chỉnh số 1 thôi là ok nha anh em. Thò nhẹ nhẹ vậy nè là nó rút vô à. Đó. Rất là đã luôn ha. Nhẹ nhàng thôi. Anh em cứ xây vòng vòng như nè, mình cò cho nó bám sát, bám đều ha. Nè, đang nhăn nè, mình cò cái là nó bóng liền luôn nè. Nó rút cũng quá trời đã luôn ha. Quơ qua quơ lại vậy nè. Anh em cứ cò lên như nè, xong rồi mình úp lại một cái là nó dính lại ha. Wow. Đó, rất là dễ nha nè. Đây cũng vậy luôn nè. Úp lại một cái là nó dính cứng ngắt luôn ha. Giờ ở đây thì anh em nhìn thấy cái ống mà để trồng cây của mình nè, mình cắt ra khía khía vậy nè, xong rồi mình sẽ khò, rồi mình lấy cái chai mình đút vô, nó sẽ tạo ra những cái lỗ vậy ha. Đây sử dụng cái máy khò mình chỉnh
số 2 đi ha. Đây nè, anh em cứ cọ xung quanh. Nó đổi màu rồi đó, nhét cái chai này vô ha. Nếu mà anh em kỹ á, thì mình có cái khăn ướt á, mình thấm nước mình để vô đây vậy nè thì nó sẽ dính rất là lẹ luôn ha. Nó ok ha. Rồi tiếp tục bên đây vậy nè, cứ khò tiếp thôi. Anh em khéo tay đó thì mình khò nó sẽ không có bị cháy nha. Ở nhà mình tận dụng mình chế cháo, mình DIY rồi đó, cũng êm hết em. Để vậy nè, rồi đợi chút xíu cho nó nguội lại ha. Kỹ kỹ thì mình cứ thấm cái khăn ướt vô đây, là mình thấm một cái đó là nó sẽ khô liền nha. Nó sẽ tạo hình ra liền nè. Tiếp tục bên đây luôn. Ok, anh em nhìn thấy ngon lành luôn ha. Con máy này nó cũng còn rất là nhiều công dụng luôn. Những cái gì mà nó cần nhiệt độ, kiểu như độ thấp hoặc là độ cao gì đó, là mình sử dụng cái này nó đều hoạt động ok hết chứ ha. Đi qua bài test mình thấy con máy này công suất nó cũng rất là mạnh và làm việc cũng rất là hiệu quả luôn ha. Bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem coi cấu tạo bên trong của nó như thế nào nha. Rồi, và đây sẽ là toàn bộ bên trong con máy chúng ta ha. Đây nó là công tắc của con máy nè. Anh em nhìn thấy nó cũng có nguyên một cái miếng mạch, nó cũng rất là bự luôn ha. Dây điện nó nói lên đây là cái motor của con máy. Và cái ốc này nó có chức năng là phát nhiệt cho con máy ha. Đây nó có hai con ốc nè, để mình mở nó ra luôn. Trong thì dây lò xo nó quấn cũng rất là nhiều luôn ha. Ở đây mình thấy nó có mấy cái con linh kiện nè, thông số đồ cụ thể rõ ràng hết trơn ha. Thì mình đã test và bung toàn bộ con máy này ra rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video hút thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh mình nhấn vô nút đăng ký bên đây và nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng vô luôn ha. Rồi, các anh em đã xem video, chúc em một ngày mới nha. Bye bye.